có nữ gì? Cần tình sô cô la, ý nghĩa cũng có tình yêu, ý nghĩa cũng có tình yêu. Trời ơi, trời ơi, đợi tôi phục vụ nó hả trời. Khổ ghê á. Được chưa anh? Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình nha. Anh nói to rõ lên. Anh tên gì ạ? Mình tên là tên Ngô Tấn Tài. Ngô Tấn Tài. Tài năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 40 tuổi. 40 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 80. Tấn Tài hiện tại đang làm công việc gì? Bây giờ thì đang làm công việc lái xe. Xe mấy chỗ? Dạ, xe 5 chỗ. Lái cho sếp hay là lái công ty hay là lái như thế nào? Dạ, lái cho bản thân thôi. Ý là mình mua xe mình chạy công nghệ. Quê mình ở đâu Tài? Quê gốc là ở Phú Yên, hiện tại là đang ở Đắk Lắk. Ủa, rồi mình xuống đây ghi hình thôi đó hả? Dạ. Ủa, xuống hồi nào? Xuống từ tối hôm qua. Rồi, rồi khi nào mình về? Nếu như mà không bấm nút là về luôn, không bấm nút là về luôn. Không bấm nút là về luôn. Còn nếu bấm nút? Bấm nút thì ở lại chơi rồi ngày mai về. Trời ơi, lấy thương quá. Ở trên núi xuống nha. Rồi nếu bấm nút, rồi mai về, chừng nào gặp nhau nữa? Thích tôi gặp lúc nào là đi lên gặp lúc đấy. Ghê ghê, rất dễ thương. Rồi, cảm ơn Tài nha. Rồi, tới em gái giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên là Trần Phạm Quỳnh Vân. Năm nay 38 tuổi. Em đang làm việc ở kế toán ở công ty thiết kế ở quận 3. Nhà em ở Thủ Đức. Cũng quê quán thì em cũng ở Buôn Ma Thuột. Ồ, vậy hả? Buôn Ma Thuột luôn hả? Bây giờ còn ai ngoài đó không? Dạ, còn ba mẹ với anh chị em. Bao lâu thì mình lên về thăm? Lễ Tết hoặc là... Nói chung là cuối tuần sắp xếp được rồi. Vậy thì hiện tại mình ở đây là ở với ai? Dạ, ở với vợ chồng của đứa em trai. Với em út. Rồi đâu mình hỏi thử nhau coi ở trển đó mình có ở gần nhau không? Dạ, em ở Đắk Lắk là em ở cái khu nào em? À, em ở cái số 6 á, ngay chỗ Hòa Đồng. Đúng rồi. Anh thì cũng gần đấy đó, ở Chu Quynh. Ồ, Chu Quynh là cách 20 cây. Cũng tiện quá ha. Dạ. Quá được luôn, quá được luôn. May quá, sao mình điên trùng quê giờ không biết nữa. Nhưng mà rồi em có bao giờ em nghĩ rằng là mình lập nghiệp thành phố luôn hay là sau này mình sẽ về quê hay là chồng mình đâu mình đi theo đó chưa? Đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Dạ cũng đã nghĩ tới rồi, thì chồng đâu mình theo đó. Chồng đâu theo đó. Em nghĩ mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì vậy? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được. Thì em cũng có thể quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em thì em hơi rụt rè trước đám đông, cũng là ít nói, trầm tính. Những lúc rảnh rỗi thì mình có cái sở thích đam mê gì không? Dạ thì cuối tuần thì em chỉ đi chơi với mấy đứa cháu trong nhà thôi. Trời ơi, không có bạn bè chơi với mấy đứa cháu thôi hả? Cỡ tụi em thì bạn bè cũng lập gia đình hết rồi. Ở bên đây sao, mình sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Tài? Dạ, điểm mạnh thì không uống rượu, không hút thuốc, chân thật. Điểm yếu thì nhút nhát, không biết nói tán gái, ngại tiếp xúc đám đông. Dạ, rồi khi mình chở khách trên xe rồi có khi nào mình hỏi chuyện rồi bắt chuyện với khách không, hay là mình cứ lên rồi chở rồi tới nơi lấy tiền thôi? Thì mình cũng đang thay đổi cái tính cách với phong cách để cho nó hòa hợp với mọi người, để công việc mình được trôi chảy. Nhưng mà hiện tại mình em có phải nuôi ai không? Nuôi ba mẹ, nuôi gia đình gì không? Dạ không. Ở mình vậy đó. Ở ba mẹ. Nhưng mà không có nuôi mẹ, đi làm tiền về rồi tự cất xài hay là gửi mẹ? Mẹ thì của mẹ riêng, của mình riêng. Cất được khá chưa? Lấy vợ được chưa? Được, chứ cũng không nói là nhiều nhưng mà đủ khả năng. Đủ khả năng, rồi ok. Tình trường thì sao? Trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? Thì chỉ được hai mối thôi. Mối thì cũng gọi là mối học sinh, sinh viên thì nó cũng trải như kiểu trải nghiệm vậy thôi. Còn mối về sau thì cũng yêu đương cũng 2-3 năm xong rồi. Ra mỗi người làm một công việc xong rồi mỗi người có một cái khoảng cách nó xa xa, cái dần dần cái là cảm thấy không hợp thì họ đi lấy chồng. Nói chung là mình cũng không thể nào mà ngăn cản được. Hay là chưa yêu lắm, chưa yêu mãnh liệt? Thì chắc là đợt đó đang còn nhút nhát quá, chưa dám thổ lộ mạnh mẽ như bây giờ á. Bây giờ là mạnh mẽ rồi đó hả? Giờ là quá mạnh luôn rồi. Sao em biết em quá mạnh? Thì bây giờ là cái tuổi mình đâu còn để mà trải nghiệm nhút nhát nữa. Thế bên này mình tình trường sao cưng? Dạ thì em cũng có hai mối tình. Quen thì cách đây 5 năm em có quen một anh ở ngoài, anh là công an. Thì quen được 6 tháng. Nhưng mà anh lại muốn về Bắc. Nhưng mà em lại không có muốn theo anh về. Vậy sau nãy em mới nói là chồng ở đâu mình đi đó. Dạ cũng đã nghĩ tới rồi, thì chồng đâu mình theo đó. Chồng đâu theo đó. Nhưng mà thời điểm đó là em còn trẻ. Bây giờ nó khác, thay đổi tính chắn hơn, suy nghĩ khác rồi. Dạ đúng. Rồi vậy thôi, cái chia tay đó hả? Vậy là cũng chưa yêu mãnh liệt. Chứ mãnh liệt là trời ơi, chị mà yêu ai mãnh liệt là người ta đi đâu chị đi đó. Tình yêu chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn.
là một mối tình đó tới giờ luôn? Dạ không, thì cách đây vài tháng thì em có quen một anh. Thì cũng tìm hiểu khoảng 2 tháng nhưng cảm thấy không có phù hợp. Rồi sao tình yêu ngắn ngủi không phải 6 tháng, 2 tháng không vậy trời? Dạ, xong rồi em mới đăng ký tham gia chương trình. Thế cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Muốn tìm thì người em chỉ cần tìm một người có chứng kiến của mình, là biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Ngoại hình thì vẻ ngoài ưa nhìn là được rồi. Cao, thấp, mập, ốm thì không quan trọng. Rồi, thế còn em sao? Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung giờ cái tuổi này thì mong muốn bạn gái là sống chân thật, là biết đối nhân xử thế với nội ngoại. Con gái là được, không cần phải cầu kỳ hay là như thế nào nữa. Nhưng mà thấy được là phải quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Quyết chiến đấy, lần này là quyết tâm luôn. Quyết tâm luôn ha. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được, mình quen bao lâu thì mình sẽ cầu hôn người ta? Cầu hôn càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt. Rồi có cần làm dâu gì không? Lấy vợ về có làm dâu gì không? À, nói chung thì làm dâu thì làm dâu, và không làm dâu thì ở riêng. Ở riêng ở đâu? Có hai nhà mà. Có hai nhà mà. Ủa chứ hiện giờ em đang sống nhà nào? Sống nhà với mẹ. Ừ. Với một nhà thì làm quán điện tử, nhưng mà cái nghề đó thì không làm nữa, là chạy xe không rồi, để không ạ. Cái nhà làm quán điện tử là của ai? Của em luôn. Nói chung là thích ở sao cũng được, miễn cảm thấy vợ chồng thoải mái là được rồi, đúng không? Rồi giờ cho hai bạn sẽ nhìn thấy nhau nè, rồi chúng ta mới biết được cái cảm xúc ha, rồi mình nói chuyện nó sẽ dễ hơn. Hãy hướng mắt về trái tim nha. Rồi xin mời hai bạn. Tiên mới gặp em thì anh cũng có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Này là của em. Dạ, em cảm ơn anh. À, cái này là em tặng anh, kem của em tự làm. Ủa, rất là cảm ơn Vân nhiều. Dạ. Kem tự làm đem tới chương trình luôn á hả? Dạ, tại vì em có kinh doanh về cái mảng kem này. À. Tự sản xuất ra bán kem luôn. Thưởng thức chưa? Dạ, thưởng thức. Sao? Ngon lắm. Ăn miếng nữa đi. Dạ. Tớ mập hả? Dạ. Dạ luôn hả? Kem vị gì? Là kem vị sô cô la, ý nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của tình yêu. Thì thôi bây giờ để cho các bạn có một chút xíu không gian để mình trò chuyện riêng cho nó thoải mái. Thì chị Tường sẽ ra ngoài, và chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng My Model nhé. Chị Tường mời hai em ha, đây là cái món súp bóng cá với sò điệp thịt cua. Thì cái sò điệp này là rất là dai, rất là ngọt, và cùng với cái hương vị đặc trưng của thịt cua là một cái món ăn không thể thiếu được trong cái buổi tiệc tại nhà hàng My Model. Mình vừa ăn súp ha, rất là dễ ăn, ngon, rồi trò chuyện với nhau, chủ động lên, tự tin lên. Một chút xíu nữa chị Tường quay lại, được chưa? Mời hai bạn có bữa ăn ngon miệng. Mời Văn thưởng thức. Mời anh. Và là em làm ở thành phố là được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chắc cũng được mười mấy năm, gần được hai mươi năm. Anh còn anh chị em gì không? À, còn chứ. Chắc cũng lập gia đình hết rồi. À, lập gia đình hết rồi. Nhà anh có mấy người? Sáu người. Sáu người, vậy là còn một anh. Dạ. Và là ý định của em là có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là về quê để... Thì tùy, ví dụ như tình yêu có thể đủ lớn thì em có thể về quê cũng được. Tại vì em vẫn còn cha mẹ ở dưới đó mà. Với lại anh chị em cũng còn nữa ở dưới đó. Em ăn đấy. Là công việc của em là có được trong tuần là có được nghỉ ngày nào á? Thì em làm tới buổi sáng thứ bảy thôi, buổi chiều thứ bảy được nghỉ với là chủ nhật. Em có làm thêm cái mảng kem này nữa, kem là tự sản xuất, thì cái xưởng ở bên nhà bè. Còn là kinh doanh thêm một cái món kem. Đó là công việc chính là kế toán công ty thiết kế xây dựng. Vậy nói chung là công việc của em với cái ở đây là quá ổn định rồi. Anh thì công việc thì của ở Đắk Lắk. Không biết có lên được thành phố lập nghiệp không, cũng chưa biết được. Vậy lúc trước anh làm cái gì? À, cũng làm bên tin học, công nghệ rồi chuyển qua cái này nè. Giờ là làm lái xe công nghệ. Anh có dự định khi nào sẽ kết hôn? Nói chung thì kết hôn thì anh thấy mà cứ tình yêu đủ lớn là lúc nào cũng được, chứ không cần phải suy nghĩ nữa. Còn em thì sao? Thì em cũng vậy, nếu mà cảm thấy đối tượng phù hợp thì em cũng tiến tới thôi. Thì nếu mà cùng quê thì nó càng tiện nữa. Ăn chưa? Món này dễ ăn mà. Ăn đi. Để hồi đó bụng à.
Dạ được rồi. Ăn rồi dạ. Chứ thôi rủi không bấm nút đi lên chởn luôn là coi như đói à nha. Ăn cho nó đầm bụng đi. À, nói chứ hồi nãy chị cũng nghe hai bạn, ví dụ như bây giờ là cổ bây giờ nè, cổ ở thành phố là công việc cô cũng ổn định nè, cổ có còn thêm nghề kem rồi cổ đi làm công ty nè. Rồi giả tỷ giờ hai bạn quen nhau một thời gian đi, mà thấy ưng bắt đầu tiến từ từ tìm hiểu tới gia đình qua lại, mà lấy nhau về thì ví dụ như về chởn là cổ làm gì? Em có thể là mở một quán nét hoặc là một quán cà phê hoặc là một quán bia bỏng, làm cái nào cũng được hết. À, hồi nãy giờ em hỏi cổ thích món nào trong mấy món em đưa ra chưa? Quên. Giờ hỏi thử tại vì thấy công việc ổn định quá nên không dám hỏi. Nhiều khi đó là cũng những cái cho cô tham khảo. Nhiều khi cô thích em rồi nhưng mà bây giờ cô nghĩ thôi lên chởn rồi mình mất công việc ở đây mình lên đó mình làm gì, thì em cứ gợi ra cứ nói cho người ta nghe đi, còn được không được chuyện đó tính sao. Người ta thấy ha cũng có cái kế hoạch thì người ta còn suy nghĩ lại đúng không? Nếu như mà Văn mà thấy mà muốn lấy chồng ở cùng quê cho nó tiện thì về Đắk Lắk cũng có 3-4 công việc, thì Văn thích công việc nào nhất? Em cũng thích kinh doanh. Thì em có cái nghề kem này nè, mình cũng kinh doanh trên đó được. Kinh doanh trên đó. Có cái mặt bằng là cái nhà em nói đó phải không? Dạ. Nhưng mà cổ vẫn ngoài việc kinh doanh thêm ở nhà như vậy, nhưng mà cổ vẫn muốn đi tới công ty xin việc làm thêm, thì em có đồng ý không? Nguyện vọng của vợ từ xưa giờ là phải chấp nhận thôi, chứ không thể nào mà chối từ được. Rồi vậy cũng hợp lý ha. Hôm nay mình đi với ai, có ai đi theo mình không? Dạ có bà ngoại của hai cháu bé. Là sao? Là mẹ của em dâu. À mẹ của em dâu. Mời vô hơi bị rối rồi đó. Mẹ của em dâu. Bà ngoại của hai đứa cháu. Tức là mẹ của em dâu. Chào mẹ. Rồi đó là gì của em, rồi hai đứa cháu là kêu em bằng gì? Cô là bên phu gia của em đúng không? Trời ơi thông gia. Rồi vô con mời cô. Rồi bên đây hôm nay mình đi xuống núi có ai đi theo không? Một thân một mình đi thôi. Một thân một mình, người ví dụ giờ bên này người ta có họ nhà gái, người ta có người lớn nè, giờ mình gọi điện về cho mẹ mình được không? Được. Làm thử coi có mẹ rảnh không, mình gọi video call cho mẹ nói chuyện. Dạ con chào bác. Dạ bác khỏe không? Chào con. Dạ khỏe. Dạ bác khỏe. Vậy hồi đó giờ bác biết Vân về được bao lâu rồi bác? Bác thấy tính tình cô này sao ạ? Đây là cũng như con cháu trong nhà. Dạ. Nó là quen biết cũng lâu lắm rồi. Mà ở nhà thì nói chung là cái tính cũng điềm đạm. Dạ. Nói cứ lo đi làm. Dạ thấy à, được chưa, mẹ nghe chưa? Bật loa lên. Alo. Dạ con chào bác. À dạ xin chào cô. À dạ bác biết con không? Dạ biết nè. Dạ dạ bác khỏe không bác? Quay dạ cảm ơn cô cũng khỏe rồi. À dạ thì hôm nay con trai mình Tấn Tài xuống núi tham gia chương trình hẹn ăn trưa để tìm bạn gái. Dạ thì con cũng đang tìm được một bạn gái để giới thiệu với Tài. Thì hôm nay bên đây gia đình đi là cũng có phụ huynh, nên giờ con cho hai phụ huynh mình gặp nhau, mình chào hỏi nhau vài câu nha cô nha bác nha. Dạ đây ạ. À, đây là đại diện bên đại diện họ nhà gái. Em chào chị. Dạ bà thấy sao cơ ạ? Bà thấy sao? Dạ em thì em thấy cháu thì nói chung là nó cũng hiền lành và cũng đứng đắn, thấy cũng là làm là ăn được. Cảm ơn chị, thì tôi muốn dành hai cháu có cơ hội để lên chương trình như vậy, muốn cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau, gặp gỡ nhau, nếu mà được nên duyên thì càng tốt. Dạ dạ rồi. Dạ con giới thiệu với bác đây, rồi đây là cô gái mà con đang tính làm mai cho em Tài. Dạ con chào bác. Dạ chào. Con tên Vân. Dạ bác khỏe không? Tên Tài sao cháu? Dạ dạ cũng được bác. Dạ cũng được bác. Dạ bác thấy con sao? Dạ bác thấy con sao? Bác thấy là cháu rất xinh và cũng được mắt bác lắm. Dạ con cảm ơn bác. Thì này chắc cháu có cơ hội nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau. Dạ bác đây là Vân là quê Đắk Lắk luôn á bác, nhà Đắk Lắk luôn á bác ơi. Quê Đắk Lắk hả? Bạn cháu ở chỗ nào? Dạ ở cái số 6 á bác, ở Hoài Long. Tài nó chạy chen cho nó gặp hoài chứ. Dạ dạ rồi thôi, hy vọng trước tiên hôm nay là gặp mặt vậy là vui vẻ rồi, con sẽ cố gắng nha, con kết nối cho hai bạn. Bây giờ bác ủng hộ con trai bác một câu nè, kêu nó cố lên nè. Cố đi con ơi, cố ăn lên đi, má thấy cái cô được lắm luôn đó. Rồi con cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe nha. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ con chào bác. Rồi bác rất là chất, rất là kiểu như người chất phát thật thà. Bác thấy cô đó ưng lắm nha. Dạ thì hôm nay riêng bác thì bác thấy chàng trai này như thế nào ạ? Thấy nó cũng hiền lành. Dạ không đứng đắn. Bác thấy vậy thì bác cũng ưng cái bụng rồi. Bây giờ bác cũng
tạo con tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội gặp nhau mà tìm hiểu với nhau, đến với nhau. Dạ. Con rất là cảm ơn lời động viên của bác và rất là được bác ủng hộ, con rất là mừng. Dạ, rồi. Con xin rất là cảm ơn. Dạ, con cũng cảm ơn tình cảm của bác dành cho con với Vân. Dạ. Con cứ quyết định còn lại là do hai dạ, đứa nhỏ. Hai đứa. Dạ, rồi con cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn con. Bây giờ chị Tường sẽ có những cái câu hỏi ha. Mỗi bạn một câu hỏi, mình đọc lớn lên những cái yêu cầu ở trong đó để mà mình có thể hiểu nhau hơn giữa các bạn. Em gái đọc, Cưng đọc trước đi Vân. Trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai bạn, bạn trai tặng bạn gái đôi guốc nhưng lại nhầm sai. Bạn gái hãy giận hờn để xin cách dỗ dành của bạn trai. À, hãy xem cách dỗ dành. Bây giờ quen nhau là 3 năm, đáng lẽ là phải hiểu nhau hết rồi đúng chưa? Mà bây giờ mua đôi guốc tặng cho bạn gái mà mua lộn sai. Đó, bây giờ bạn gái giận. Rồi em bước qua bên đây, em phải giải thích lý do tại sao em lộn. Thế em nghĩ thử coi, 3 năm rồi đi mua lộn sai, bây giờ năn nỉ bằng cách nào đây ta? Đúng rồi. Vân ơi, anh em mình cũng yêu nhau 3 năm rồi, nhưng mà anh biết cái sai đó là sai 7 là em đi vườn, nhưng mà anh vô cửa hàng mà lúc đó anh vội quá thì lúc đó cửa hàng nó lại hết sai 7, lại còn một sai 8. Đâm ra là anh cảm thấy mà không mua quà cho em thì anh có lỗi, nên là anh lo đặt mua mà cũng biết là sai, vì thương yêu em mà không thể thiếu quà nên anh với mua nhầm còn hơn bỏ sót, mua nhầm còn hơn bỏ sót, nhầm còn bỏ sót. Vậy được không nhỉ? Được không chị? Không biết nữa, mình thấy sao Vân? Quá được rồi. Quá được. Chứ mua mà không mang người thì mua làm cái gì? Mua về cho em mừng. Thôi vậy chứ, mà các có hành lý vậy thì em cũng chấp nhận được. Chứ không phải là mua lộn cho con nào tặng qua em phải không? Không, tại vì cái cửa hàng không. Em nghĩ tương lai, có ví dụ gì mình yêu nhau, em nghĩ là mình có làm như vậy không? Chắc không đâu. Còn ấy cho tiền em đại đi khỏi mua nha. À, em nói giúp cho Vân đó nha. Rồi anh về chỗ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn nha. Nếu mà nhắm mua quà mà bà Vân thích thì mua, còn cảm thấy không được mà không biết mua gì thôi cứ cho tiền Vân đi nha. Bà Vân muốn mua gì Vân mua nha. Hợp lý không? Quá hợp lý. Quá hợp lý. Ok. Rồi tới phiên em. Bạn trai hãy nắm tay bạn gái và nói lời yêu thương, tạo niềm tin cho bạn gái. Nữa hả? Sao bữa nay ông lời quá vậy ông? Sao kỳ vậy? Xuống núi là lời gì vậy trời? Quá nữa, xin nắm tay. Xin nắm tay. Nói lời yêu thương rồi về là bấm nút hẹn hò luôn đó. Nói sao ta bấm nha, còn không là đi về núi liền bây giờ luôn á. Bạn hãy xin bạn gái nắm tay hả? Đúng rồi, rồi nói sao cho ta yên tâm, ta cho mình cái cơ hội để mình quen nhau nè. Vân ơi, ngày nay là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, cũng là cùng quê Đắk Lắk, thì cũng là một cái duyên. Anh xin được nắm tay Vân trong ngày kỷ niệm ngày nay. Vân có đồng ý cho anh nắm không? Mới nắm mà rồi nói lời ngọt ngào gì đó nên con có. Từ bây giờ là anh em mình tìm hiểu nhau, nếu như mà thành công thì chúng mình còn tiến nữa. Còn nếu như mà chúng mình mà cảm thấy thành công thì cũng là bạn trong đời. Một tháng anh sẽ cố gắng sắp xếp mà đến thăm Vân một lần. Dạ. Rồi. Và là đẹp rồi. Đẹp rồi, mình hứa vậy còn làm được hơn thì tốt. Rồi Vân, sao Vân bây giờ mới quay qua Vân nè. Giờ Vân cảm nhận sao về những gì anh thể hiện nãy giờ? Rồi chị vẫn đang thắc mắc tò mò, tờ giấy em viết lại gì em cho chị coi coi. Đến chương trình viết cái gì trong đó mà nãy giờ... Không phải, tại vì lúc mà tham gia chương trình thì hát một bài mà thôi khỏi hát đi. Rồi, là cái lời bài hát đó hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ thì là nãy giờ những cái cảm xúc ảnh, những cái điều ảnh thể hiện với mình thì cảm xúc của em như thế nào? Từ cái cách ảnh nói thì có vẻ cũng có sự chân thành trong đó. Thì em cũng mong là những gì ảnh nói hôm nay thì cũng là không thay đổi nếu mà hai đứa tiến tới. Được không em? Nãy giờ mình nói là nói thật lòng mình hay là mình ví dụ vậy? Dạ, nói thật lòng. Nói thật lòng đúng không? Vâng, phải nói thật lòng. À, chị cũng nghĩ như vậy. Mặc dù đó là cái chương trình đưa ra nhưng chị cũng nghĩ là tụi em thật lòng với nhau. Thôi thì chị chia sẻ lại, đúng là một cái duyên mới gặp được nhau. Thời gian trên chương trình thì ngắn lắm, không có đủ mình hiểu được nhau đâu. Nếu mình cảm thấy là đối phương có thể là làm mình rung động hoặc là mình thấy có tiềm năng mình để mình tìm hiểu thì mình hãy cho nhau cái cơ hội nắm bắt lấy. Bây giờ thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra nhá. Cái này là quyền của các em thôi. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Thời gian.
Rồi, rất là vui, chúc mừng em nha. Những cái lời nói của em đã làm Vân xúc động. Chứ lúc đầu chị thấy Vân còn đắn đo đó. Rồi mời em về bên đây. Bây giờ qua đây là đợt này là nắm tay thiệt. Nắm tay như mày chứ. Chị Tường hy vọng rằng là những cái gì mà diễn ra trên sân khấu, diễn ra trong chương trình ngày hôm nay là một cái kỷ niệm rất là đẹp của hai bạn. Thời gian phía trước còn rất dài, dành thời gian quan tâm với nhau, mặc dù thời gian đầu có yêu xa nhưng mà công nghệ bây giờ cũng hỗ trợ mình rất nhiều. Giống như nãy gọi cho mẹ quá đơn giản. Hồi đầu tôi nghe nói là một tháng có thể xuống chuyện nào đi cũng được. Vô đây con, vô đứng cho vui cũng được. Nhưng mà hứa một tháng một lần là phải làm được nha. Dạ. Rồi bên này nhiều khi cổ cũng một tháng về quê lần nữa thôi, tôi chỉ cần tháng gặp nhau hai lần là cũng được rồi. Dạ. Được chưa? Rồi đây là món quà chứ. Đối đàn ông thì thường hay kém trong cái mảng đoán lắm, mà phụ nữ mình là cứ thích là đàn ông phải đoán. Tế nhị người gọi là tinh tế là phải đoán. Nhưng mà thật sự yêu mình, cái quan điểm của phụ nữ mình á là hãy yêu thương mình á là có sự quan tâm, mà quan tâm thì sẽ hiểu mình muốn cái gì. Đúng chưa? Nhưng mà đàn ông người ta lại có cái lý của đàn ông là đơn giản thôi, cuộc sống phức tạp rồi, thích cái gì thì nói đi rồi anh làm, chứ còn để mà đoán không đúng, đó là cái sự là gọi là bất đồng, khó chạm được cái với nhau của người nam và người nữ. Và bây giờ trên tay của tôi là những tấm hình để mình có thể dự đoán. Trong những người này, tấm ảnh này sẽ có một người là anh Xuân Hải. Trong những tấm hình này sẽ có một người là cô Lê Dung. Xin mời hai bạn đoán xem ai là người đang ngồi nói chuyện với mình ở trước mặt. Lê Dung 40 tuổi là cô nào? Đoán nha. Nãy giờ mình nói chuyện đó, hai đứa con ha, làm nhân viên văn phòng ha, cái toán ha. Cái toán đúng không Dung? Dạ đúng rồi. Rồi ai? Chắc là người đeo kiến này. Lý do sao chọn cô đeo kiến đó? Thường thì kế toán tính toán. Nghe kế toán là vô cô đeo kiến phải không? Rồi để đó coi có phải không nha. Dạ anh này. Sao chọn anh đó? Cái nói chuyện em cảm nhận. Phụ nữ luôn tinh tế ha. Rồi cầm điện thoại nha, tôi mở cửa trái tim coi coi hôm nay là sự nhạy bén của hai người, cái cảm nhận của hai người như thế nào nè. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Hay quá Dung ơi. Ủa rồi phải Dung là cô đeo kiến này không? Dạ không. Ê, rồi coi lại coi cô nào. Thấy chưa, thấy chưa. Đó. Cô nào? Đây cô này. Cô nào? Rồi hỏi cổ coi phải em đây không? Nhiều khi trong ảnh với ngoài ta khác nhau lắm à. Dạ không. Thấy chưa? Nhìn hình rồi mà còn đoán không trúng nữa. Đây. Lần thứ ba. Dạ đúng rồi. Bất qua tam ba bận thôi kệ, cũng vớt được cú chót đó. Nhưng mà không công nhận là Dung hay nha. Nhìn Dung cái mà đoán trúng anh nó liền cái gì. Rồi như vậy là đoán cho vui thôi, để mình thử cảm xúc của mình ngày hôm nay thôi nha. Bây giờ thì Tường sẽ... Ôi nè nè nè, tặng quà cho nhau đi. Mở cửa trái tim rồi mình tặng quà qua trái tim đi nè. Anh có bữa anh đi Đà Lạt có cái khăn toàn tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Mùa này lạnh rất là phải nghĩa về em. Em cũng có một món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Chúc anh thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi, em cũng ơn. Có một món quà, đây là em bác sĩ tinh dầu xả. Em tặng em thì cắt tường. Rồi, chị cảm ơn em nha. Nhưng mà rồi ngồi xuống đi. Dạ. Cái quà tinh tế quá. Rồi khui coi quà ta cổ tặng mình là quà gì. Rồi, cái cà vạt á. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chúc em luôn năm mới luôn vui khỏe, trẻ đẹp và thành công trong mọi hạnh phúc. Nói nghe nè, hai cái món quà này nó có sự trùng hợp với nhau. Dạ. Người tặng khăn, người tặng cà vạt. Dạ. Biết ý nghĩa của cái món quà mình là cái gì không? Dạ, coi như là luôn bên mình á, để có thể là nhiều khi để nhớ đối phương. Trời ơi, khăn là cũng để quàng cổ móc vô, mà cà vạt cũng là choàng rồi móc vô. Hai người này trùng hợp nhau ghê nha. Có ý nghĩa muốn móc và giữ đối phương đó nha. Rồi bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn trò chuyện với nhau một chút xíu. Chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì các Tường mời hai bạn thưởng thức buổi trưa cùng với chương trình. Lưu ý là mình vừa ăn rồi mình vừa trò chuyện với nhau nha. Có cái gì mình chưa hiểu về nhau thì mình nói chuyện cho nó thoải mái, để mà mình hiểu được nhau nhiều hơn. Một chút xíu nữa là chị Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Rồi mời đồ ăn. Em thì hiện giờ em đang ở đâu? Bên này em có chia sẻ là nhà em ở quận 9. Em hiện tại thì đang làm ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu tạm thời. Còn anh làm ở Bình Thạnh luôn ạ. Anh thì làm ở khu vực quản lý khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp với quận Phú Nhuận. Ba quận. Bảo vệ là công ty gì anh? Anh công ty dịch vụ bảo vệ. Anh biết tên á, tên công ty. Tên Tùng Lâm. Theo anh thì
trong cuộc sống vợ chồng ấy, điều gì là quan trọng nhất? Nói chung là hai người phải chia sẻ, phải nói những ra cái gì mình muốn để mà thấu hiểu nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nó nói ra để biết, để hiểu hơn. Rồi khi quan tâm nhau, những lúc khó khăn này kia phải chia sẻ mới đi được đến sau này. Thì theo anh thì trong vợ chồng ai sẽ là người giữ tiền trong gia đình? Anh thì vợ giữ vẫn tốt hơn. Nếu mà người vợ đó biết biết chi tiêu hợp lý, biết còn nếu mà người vợ mà giữ tiền mà không biết chi tiêu hợp lý mà, thì nói chung thì cũng phải. Nhưng nãy em thấy anh chia sẻ là vợ anh đã bị tự ý vay tiền xong rồi bị bể nợ một mình á, vậy lần sau anh không sợ lại bị như vậy nữa hả? Thì không có ý định khác là để cho vợ giữ tiền hả? Vẫn có, nếu mà anh phải xem người vợ đó như thế nào thì giữ tiền được thì anh vẫn cho giữ. Và hai vợ chồng phải đồng thuận nhau ở trong việc chi tiêu. Chứ mà chồng mà giữ tiền mà không nói với vợ hoặc chi tiêu rồi làm coi như là đến việc phá sản hay này kia cũng không tốt. Mà vì vợ mà cùng giữ tiền mà không nói với chồng, không có thống nhất nhau rồi làm cái việc riêng như vậy cũng không tốt. Cái gì cũng đó là quan trọng, anh phải tinh tế và thấu hiểu người phụ nữ đó thì anh sẽ biết được là họ làm những gì, đúng không? Vậy giống như em và anh cùng chia sẻ là cả hai cùng đã có một đời và ly hôn rồi. Nếu mà em và anh có duyên có thể đến với nhau thành vợ chồng thì theo anh thì mình sẽ tổ chức đám cưới như thế nào thì hợp lý? Thì nếu như vậy thì anh dẫn cho vợ anh theo ý kiến vợ anh hết, nói chung là theo ý kiến vợ anh hết. Tại vì anh nói ra cái ngày xưa anh với vợ anh là không có tổ chức đám cưới. Tại vì lúc quen nhau yêu nhau là mẹ anh không thích cô này, không nhìn mẹ anh nhìn biết không thích cô này nên ngăn cản, không có tác hợp. Rồi anh với tự ý coi như là đi ra sống riêng đó. Đi đăng ký kết hôn này, đi ra sống riêng. Rồi. Gia đình phản đối nhưng mà anh vẫn yêu và vẫn quyết tâm lấy chị. Tại vì lúc đó cũng cũng có bé đó. Có bé là có nghĩa là có bé trước. Đúng rồi, có bé. Tại vì theo như em kinh nghiệm của em á thì gia đình chồng hoặc gia đình vợ nó rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân. Nếu như mà cả hai gia đình đều tác hợp á thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Tại vì đâu đó thì mình cũng lớn trong một gia đình, mình cũng lớn lên từ nhỏ đến giờ, nó sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Anh có hỏi gì em không ạ? Em thì ba mẹ ở quận 9 hả? Dạ, ba em thì ở ngoài Hà Nội. Mẹ em ở quận 9. Là mẹ em là mua nhà ở trong đây luôn hay là? Mẹ em ở trong này với anh của em. Nhà của anh chị luôn. Rồi ba em thì ở một mình ngoài Hà Nội. Dạ đúng rồi. Nhà em hồi xưa là ở gốc ở Hà Nội. Sau này thì anh em đi làm xong rồi đi học trong này và đi làm ra trường mua nhà thì mẹ và trông cháu mẹ ở tới bây giờ. Mỗi năm mẹ với em đều ra ngoài Hà Nội thăm nhà. Em được mấy anh em? Dạ em được hai anh em. Là ông anh với tới em. Dạ. Anh thì có hai người chị, anh là Út. Dạ. Anh hiện giờ cũng đang ở nhà chung của ba mẹ đã mất để lại. Yeah. Rồi nhà bà chị lớn thì cũng mua nhà sát bên nhà của ba mẹ anh luôn. Yeah. Như mấy chị em ở chung nguyên dãy nhà. Yeah. Anh ăn đi ạ. Em cũng ăn đi. Sáng em có ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Sáng anh cũng ăn sơ, vội đi cũng ăn sơ. Tại vì nôn được gặp anh quá nên là em ăn ít. Rồi
lễ Tết rồi em cũng bay về thăm con hả, chơi với con hả? Dạ có. Em nhưng không phải Tết năm nay em cũng về, tại vì thường em sẽ về trước Tết vì em với chồng em cũng ly dị rồi nên là Tết về đó thì nó cũng không phù hợp lắm. Em thường em thăm con em trước Tết. Anh thì con anh này cũng lâu lâu rồi rảnh này, mẹ nó rảnh nó trở về cuối tuần hoặc là nhưng mà em rồi. Không hiểu là tại sao mà mẹ trở về thì mới được thăm chứ anh không không bao giờ chủ động đi sang đón bé hả? À tại vì mẹ không muốn cho biết cái nơi ở của vợ chồng của anh. Nhưng mà anh cũng có thể chủ động gọi điện và hẹn. Thì có, cũng có lúc nào anh rảnh, mà nhiều khi anh rảnh anh gọi. Anh gọi mà cô ấy lại bận nên cô ấy không có trở về. Còn lúc nào cô ấy ra rảnh thì cô ấy gọi điện hỏi anh có rảnh hay không mới trở về. Dạ. Như vậy. Còn đôi khi cũng anh cũng rảnh nên gọi thì cô ấy cũng rảnh thì cô ấy cũng trở về. Đi rồi. Tại vì khi em là hai cả hai đều chưa có gia đình. Dạ. Thì dễ, cũng thăm thì cũng coi như bạn gì cũng dễ, nhưng mà bên đây là cô kia cô đã có người khác rồi. Dạ. Nhiều khi người chồng kia người ta không muốn cho gặp cho nên là người ta không muốn cho cái biết chỗ ở rồi phải hẹn nhau qua điện thoại. Dạ. Nó cũng hơi khổ. Này đọc chưa? Trời ơi nãy giờ chưa đọc cái này nữa, đọc lớn lên cho bà, rồi cả ba cùng nói chuyện nè. Mà sống chung với mẹ chồng em sẽ làm gì để hòa hợp? Anh thì ba mẹ mất rồi nên cái vấn đề gì, mẹ chồng ba mẹ chồng là không có lo. Anh cũng có nhà riêng, có vấn đề là hai người chăm nhau thôi. Còn con riêng con chung nè, con riêng con chung thì anh thì con ai anh cũng thương như vậy thôi. Anh có muốn có con riêng nữa không? Bây giờ có muốn có con chung nữa không? Nếu mà hợp thì cũng ước có thêm một đứa. Ước có thêm một đứa. Ước thêm một đứa con trai. Em à. Ủa hồi nãy là nói còn có mẹ, vậy là mẹ mới mất hả? Dạ mà mẹ mất rồi năm 20. Bệnh hả anh? Dạ buồn lớn tuổi. Bây giờ cũng là bảy mấy một mình vậy thôi. Dạ. Ở cũng, nhà sống một mình. Ở chung chung dãy nhà, nhà em cũng hai ba căn ở chung với chị á, chị mua nhà liền kề với mẹ. Nhưng mà mình ở riêng cái căn riêng của mình. Dạ. Coi như là giờ không có sống với cha mẹ chồng gì hết. Dạ. Có như con riêng con chung thì hồi nãy bên đây cũng nói rồi là cũng có muốn có, nếu mà tùy theo cái điều kiện của chồng. Thôi bây giờ hai người á, bây giờ chị hỏi cái cụ thể một chút xíu, tại vì thật ra giờ cũng từ ngồi ngoài nghe hay là nghe hai bạn tâm sự nói chuyện cũng không biết là hai bạn có phù hợp với nhau hay không. Ngay từ đầu Tường đã nói rồi, với những người lớn như tụi mình á, cái tuổi như tụi mình á thì rất là khó và nó cần có thời gian. Dạ, quan trọng là mình cảm nhận được, với lại là cái thời gian 30 phút của trên chương trình thì nó rất là ngắn. Dạ. Thì bây giờ mình phải nói hết những cái điều gì cứ gọi là cơ bản thôi. Còn nếu mà thật sự mình cảm thấy trong lòng mình nó có chút gì xao xuyến hoặc là mình muốn có tìm hiểu thêm thì bắt buộc mình phải cho nhau cái cơ hội. Bây giờ cụ thể cái hoàn cảnh của hai người, hồi nãy giờ nghe hai người nói hoài về cái chuyện là ví dụ như Tết nhất rồi sắp đến ai cũng muốn có người bạn bè đi chơi cà phê tâm sự phải không? Nhưng hoàn cảnh bây giờ cô này là cô ở đang là công tác ở Vũng Tàu. Đó, nãy giờ có hỏi về cái cụ thể cái chuyện đó chưa? Yeah. Rồi thí dụ bây giờ mà muốn mời cổ đi cà phê đi ăn uống thì vào khoảng cái thời gian nào? Rồi mình thử mình trò chuyện với nó cụ thể. Còn những cái chuyện xa hơn thì nếu mà có cái cơ duyên mà mình bấm nút hẹn hò nhau thì mình sẽ tính tiếp. Yeah. Bây giờ cụ thể thì cái thí dụ trong thời điểm này mà muốn tìm hiểu nhau, quen biết nhau thì cái thời gian của đôi bên nó như thế nào? Rồi giờ mình đàn ông mình chủ động mình hỏi thử cái nào? Thì em làm ở công tác ở Vũng Tàu rồi cỡ Tết em có Tết ta em có được nghỉ về ở thành phố không hay là vẫn? Dạ có, thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, em hay về thành phố thăm mẹ em. Nhưng mà Tết năm nay thì em đăng ký đi thiền mất rồi. Đi đâu? Dạ đi thiền 10 ngày á. Thiền của Vipassana 10 ngày. Tập thiền hả? Dạ ở Đồng Nai, Phước Nguyên. Là mình đi xuyên Tết luôn, đi xuyên Tết đúng không? Rồi 10 ngày là không được đi ra ngoài, không được nói chuyện điện thoại, không được nói chuyện với ai. Đi từ nào tới ngày nào? Dạ đi từ ngày 29 tới ngày 7. Coi như là đi hết cái Tết luôn á. Là đi vô là thất bại luôn ha. Nhưng mà chắc là em xin về 8 ngày em xin về, tại vì cuối tháng anh phải báo cáo em làm kế toán mà. Được chứ, em có đi 10 ngày rồi nên là em sẽ được xin về sớm hơn thì nó sẽ không sao. Mà nhờ đi vậy mới trẻ đẹp hoài đó. Anh có đồng có gọi là có thí dụ như là đây bạn gái mình thì bạn gái đi như vậy thì anh suy nghĩ như thế nào? Thí dụ cái đó em tôn trọng, cái là bài sở thích của mỗi người em cứ vẫn tôn trọng. Em dân cái nào làm tốt đẹp cho người đó thì em vẫn ủng hộ, vẫn tôn trọng, em không có
không có phản đối hay cái gì. Nói chung cái nào mà làm trái pháp luật hay là cái trái này kia thì mình còn hướng người ta, mình khuyên nhủ, còn người ta làm cái việc tốt cho người ta, chỉ tốt cho người khác thì không có nên ngăn cản, không có nên, nó phải khuyến khích. Con quỷ một rồi nó vô nữa rồi kìa. Hàm hương hả chị Cát Tường đây là làm hàm đồ hương. Đồ ăn á, đồ ăn nó tới chứ. Rồi, thì giờ vậy thì mình cũng vẫn chưa chốt được cái lịch hẹn. Đó, bây giờ trước Tết thì sao, hay là sau Tết như thế nào? Trước Tết thì em thường thì thứ bảy chủ nhật em rảnh, em về đây thì nếu mà được thì anh với em gặp nhau. Vậy em muốn hỏi một câu là ví dụ như là từ giờ đến Tết ha, thứ bảy chủ nhật đôi khi ở công ty đó hay có những cái mà gọi là tất niên hoặc là những cái công việc gì đó thì như anh yêu xa chẳng hạn, anh là bạn trai, anh có chấp nhận là đi xuống khi đó thăm em hay không? Nếu mà em cho anh cơ hội anh vẫn xuống. Nếu cho cơ hội là trong thời gian tìm hiểu là xa tới đâu anh vẫn tới. Dạ được rồi, thì mình phải mời người ta mới đi chứ. Mà đúng là phải mời mới đi chứ. Mời mới dám đi chứ. Không mời mà chạy tới nói ở đây. Mời mới đi, còn mình là cái việc mình phải thăm nom, hỏi gọi điện thường xuyên để tạo cơ hội thì mới có được. Nói chung thật ra không, cái này cũng là tạm thời. Và thứ hai là bây giờ cũng đâu có xa xôi gì đâu. Cái là điều kiện của mọi người thì ai cũng có cái riêng hết trơn rồi. Ít này luôn đó. Chứ tới giờ này mà có coi lại kia, vợ cha mẹ không có, vợ không có, con cái không có, nhà cửa không có, công việc không có thì nó mệt. Còn mọi thứ thì cũng đã ổn định hết rồi. Giờ quan trọng là mình phải tập trung, mình muốn thì mình phải tìm, mình dành thời gian để mình có một cái mối quan hệ. Thì nói chung hiểu nhau hay không thì còn là một cái chặng đường ở phía trước, hai bạn có nhiều thời gian để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà cơ bản thì chị thấy về hoàn cảnh á, về có hoàn cảnh thì tương đối là cũng phù hợp và dễ dãi cho đôi bên. Ví dụ như em cũng đã, mình cũng hai con rồi, và bây giờ mình sống một mình cũng có những cái đam mê sở thích riêng. Và nãy chị nói á, tuổi này mình rất khó tính. Nếu mình tìm được một người đàn ông mà tôn trọng những cái sở thích riêng của mình, rồi cũng cùng cái quan cái cảnh ngộ thì hiểu được mình, thì chị thấy là có thể có vẻ như là nhìn về cái giao diện bên ngoài là tương đối phù hợp nha. Thì cũng hy vọng hai bạn cho nhau thêm cái cơ hội để mà mình hiểu nhau được nhiều hơn. Bây giờ thì chị Tường muốn nè hai bạn có một cái sự va chạm, một cái cảm xúc gì một chút xíu để mình coi cái cảm xúc trong người mình nó có điện không nha. Bình thường là các bạn trẻ là tôi cho nắm tay qua đây, nhưng bây giờ muốn anh là đứng lên đi qua bên này. Mời cổ đứng lên, xin phép nắm tay nhau. Hai người có 30 giây nhìn nhau, rồi anh muốn nói cái gì cho nhau vài câu cuối cùng, rồi mình về chỗ mình quyết định bấm nút hay không. Rồi mời anh. Dạ. Mình phải đi chứ, để kiểm tra hình tướng nữa chứ. Rồi em gái đứng lên đi kìa. Tôi luôn tạo điều kiện cho đôi trẻ nhìn thấy nhau. Rồi nhìn nhau đi hai bạn. Trời. Xinh, thật là xinh, cười tươi. Chung là nếu mà em thấy một chút gì thích anh thì cho nhau cơ hội để mình hẹn hò tìm hiểu. Em thấy em cũng rất là hiền và tập hà, và cũng chững chạc nữa. Thì anh thì cũng công việc thì cũng đi làlàm suốt, thì về nhà thì cũng về nhà lủi thủi một mình vậy. Rồi nhiều khi rảnh thì mở phim lên coi, không thì cuối tuần thì đi với bạn bè đi chơi, đi dạo hoặc là làm vài ly bia vậy thôi. Sở thích thì cũng hay đích thích đi cuối tuần cũng đi với bạn bè ca hát rồi karaoke rồi đó, vậy đó. Rồi rảnh thì rảnh, nếu mà rảnh lễ lộc rồi thì thường là đi du lịch. Anh có thích đi du lịch không? Anh rất thích đi du lịch. Anh cũng rất là thích đi du lịch. Mới vừa nửa năm rồi anh đi từ miền Trung, anh đi từ Quảng Trị, Huế, rồi Nha Trang, Phú Yên rồi đi về. Anh cũng đi thiện nguyện, đi trong đoàn của công ty thiện nguyện rồi kết hợp đi du lịch rồi đúng. Rồi mời em ngồi. Rồi. Xong. Đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Đây, nút bấm trái tim này nha. Nếu mà sau 3 tiếng đếm của chị Tường, mình cảm nhận, mình thấy rằng là phù hợp, mình muốn cho nhau cái cơ hội cũng như là cho bản thân mình cơ hội á, thì mình... Nếu mình muốn cho bản thân mình cũng như đối phương một cơ hội thì mình bấm nút vào cái trái tim đó. Nếu mình cảm thấy chưa phù hợp, mình có quyền không bấm. Cái cơ hội là chương trình mang đến, nhưng mà có nắm bắt nó hay không là do mình thôi nha. Tại vì hai bạn lớn là từng cũng không có cái gì để nói nhiều, không ép, cũng không có nói ra, không có nói vô, mà tự mỗi người đều cảm nhận được hết. Và biết là ở cái tuổi mình là rất là khó, cần phải trân trọng và mình phải tâm huyết và mình dành cái thời gian nhiều hơn.
À, không biết là sau khi mà nắm tay cổ thì cảm nhận trong lòng của anh Hải như thế nào? À, cũng hơi sao động. Niềm tin đang hiện giờ trong người, niềm tin là nghĩ rằng là sẽ phù hợp được và kết hợp được với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng cho 50-50 đi. 50-50 là cũng chưa dám tự tin lắm. Là hoang mang là chưa biết cổ như thế nào hay là như thế nào. Dạ dạ. Có hy vọng không? Cũng hy vọng một chút, hy vọng. Không biết là em có cảm nhận gì không khi mà nó nắm tay ảnh? Dạ em thấy tay ảnh không có được ấm. Không có được ấm hả? Dạ, sao kỳ vậy? Nhưng mà thực ra thì bọn em cũng lớn tuổi rồi nên là cũng dành cho nhau một chút gì đó để tạo cơ hội cho nhau. Thì chị thấy như vậy là cũng được nha, hãy cố gắng để ghép lại hai cái mảnh đời mình chưa có những cơ hội để mình gấp ghép vào nhau. Rồi suy nghĩ gì nữa, đặt tay vào nút bấm đi ạ. Rồi nhắm mắt lại nha, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Trời ơi, rồi rốt cuộc là bấm hay là không bấm mà dạ, nó chậm em, vậy? Em bấm rồi mà sao nó không xuống? Tại vì nó có cái vòng ở ngoài, cái trái tim nó lọt tỏm ở trong. Đó, em bấm cái này là nó không vô, mình lọt trái tim. Nói chung nó phải có chút khó khăn trắc trở. Còn mình muốn quyết tâm là mình phải là mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm. Nó mới sáng đèn nha quý vị nha. Rồi, chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Rồi, mời qua đây. Bây giờ là mình đã thành một cặp đôi rồi ha. Qua đây nè, nắm tay nhau. Coi như là bây giờ là nghiêm túc trở thành một cặp đôi. Thì Tường hy vọng rằng là sau cái chương trình này, đây chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi. Sau chương trình này thì hai bạn và đặc biệt là bạn nam phải chủ động nhiều hơn, quan tâm, thăm hỏi để chăm sóc cái bạn nữ của mình. Và bạn nữ thì cũng phải tạo điều kiện, bật đèn xanh cho người ta có cơ hội để người ta đến. Đôi lúc với lại mình cũng không nên quá rụt rè, nhút nhát. Mình phải mạnh mẽ lên một chút xíu nha. Tại vì nhớ hồi nãy cô chia sẻ đó, chồng cổ là thiếu cái sự mạnh mẽ gì đó. Tôi nhớ mà tôi không hiểu là mạnh mẽ là sao nữa. Thì anh có mạnh mẽ không? Rồi, cố lên nha. Hy vọng là hai người sẽ có những cái khoảng thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau thật là dễ thương, thật là lãng mạn. Và hy vọng rằng có một cái kết tốt đẹp giữa hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã tin tưởng và đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa nha.